Sup homie, chào mừng mọi người đã trở lại với Dub TV kỳ 2 số tháng 6 năm 2014. Và tôi là Carlos, sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Hip Hop News với hai phần là điểm tin trong nước và quốc tế. Chúng ta có gì trong tháng 6 này nào? Check it out. Điểm tin đầu tiên trong chuyên mục Hip Hop trong nước hôm nay thuộc về một ca khúc của G-Family. Nếu muốn tìm cho mình một chất nhạc gần gũi với dòng đời, có cây đắng nhưng mà không thiếu nghi lực, thì DN và Zephyr cùng ca khúc mới nhất của cả hai, Thế Giới Nhỏ, sẽ là một lựa chọn hợp lý để nghiền ngẫm. Đời không hề bất động, cơm chưa văn phòng chưa bao giờ thay thế được những bữa cơm mà mẹ từng nấu. Nhiều khi bụng đói trong túi không tiền thì uống nước lọc chứ có gì đâu. Mẹ ơi mẹ, con trai mẹ là thằng bất hiếu, luôn muốn mình là nhất trong mọi tình huống, nên việc sa ngã là chuyện tất yếu. Mẹ đau vì con nhiều rồi nên chẳng bao giờ con muốn thấy nữa. Điều con cần làm là sống tự lập vì con muốn thấy mẹ phải đau là... Nhưng trong thế giới nhỏ đó, mọi việc lại trở nên quá to và dần nặng nề trên đôi vai của chàng trai. Sai với gia đình, sai với người yêu, sai với đời, thì đâu sẽ là lối thoát. Ngày ra đi con đã biết là con sai, rời xa yêu thương con đã biết là con sai. Để bước chân nhầm khói thuốc con biết con sai rồi, nhưng thằng nhóc của mẹ cũng đã đến lúc phải sống đời trai thôi. Buông tay em, anh đã biết là anh sai. Để em trông mong, anh đã biết là anh sai. Nhưng em ơi, nếu muốn cuộc sống hạnh phúc âm cúng cho ba ngày, có lẽ anh nên chấp nhận sống sai. Là một sản phẩm được ếm hàng khá lâu, Late Night cuối cùng ra mắt các fan khi Andrew đã tìm được một giọng ca không thể phù hợp hơn cho ca khúc. Các bạn biết đó là ai không nào? Remastered to Space Speaker. Không còn những màn show up bóng loáng với hàng hiệu, tiền hay gái gú, Andre trong Late Night lại trở nên bình dị hơn rất nhiều để kể câu chuyện về một trong những cái nghề bị kinh bỉ nhất của xã hội. Em làm sử dụng phần dưới hàng, thêm một miếng ăn, thêm gánh nặng bờ vai em. Đêm phải tăng ca để người ta sai em. Em đi làm không vì trời nắng, đứng đợi những người không hẹn đến phố vắng. Những lúc em khóc nhưng không ai nghe, họ xuống em đau nhưng không ai care. Nhìn em mà không tin chuyện thật vậy, ác mộng hàng đêm sẽ bật dậy. Bản tin tháng này có vẻ khá trầm lắng với các giai điệu nhẹ nhàng, cũng như thiên nhiều về những suy nghĩ về cuộc sống bộn bề hơn. Và Phố Đêm làm ca khúc như vậy. Với các đại diện từ hip hop miền Bắc như Mr. T, Zugi và Go Fizzy, họ sẽ đưa các bạn qua những nẻo đường về khuya của một Hà Nội tĩnh mịch nhưng đường đầy trăn trở. Được thực hiện bởi Red Team, cái tên không còn xa lạ trong giới hip hop miền Bắc. Phố Đêm không thiếu những cảnh quay nghệ thuật, bên cạnh việc lột tả nội tâm rối bời, nhưng vẫn đung nấu ý chí của từng nhân vật trong ca khúc. Đêm tha hồn vào khói bình yên, có gió và ánh trăng. 2 giờ đêm muốn gạt bỏ hết ưu phiền âu lo, đồng tiền là gánh nặng, thế giới vẫn quay vạn vật vận chuyển thì thời gian thấm thoát trôi nhanh hơn vì đời ngắn, sử dụng từng phút có ý nghĩa. Vẫn là lúc chán nản anh sẽ lại uống bia, vẫn là thói quen cũ homie ông nọ ông kia. Đời đầy xô hay xô để ai, vì ngày mai hay ngày kia trở về đêm ngày dài thêm hoa và đêm tích tắc đồng hồ từng hạt mưa rơi. Và cuối cùng là ca khúc của tháng, à không, phải nói là màn lội ngược dòng hạng mục nhất của tháng, chắc chắn không thể thoát khỏi tay của FOA Production với Gen B, Mr. T, TAK, TMT và Bruno. Đã từng bị sở văn hóa tweet coi vì những lời lẽ không được trong sáng cho lắm khi tung ra bản audio chính thức, kéo theo hàng loạt những tranh cãi bùng nổ về vấn đề ca từ trong thế giới âm nhạc underground. Thế nhưng, ekip của FOA Production đã chứng minh rằng những lời buộc tội trên là không xác đáng khi nội dung của phía bên ngoan hai là hoàn toàn trong sáng với tính chất của một bữa tiệc tại nhà đơn thuần mà không hề có bóng dáng của bất kỳ một bông hồng nóng bỏng nào. Thế sau chính em nghĩ sao? That's right. Vì hôm nay em quên mang theo áo phao. Oh no. Good girl.
hôm nay còn dài mà cả lấy đi. Ok ok, I'm a lolly lolly. Nếu em mà khô đi khô đi thì lollipop boy, aka là super soy. Bật máy bơm tranh cửa cái coi một cái tòi. Ôi giời ơi sao mà toàn nước nôi. 36 kiểu thế 72 phong cách chắc chắn là em chết toi. Sao em lại hoảng hốt khi mà anh rút ra một cái điều khiển. Bật em chữ O nhấp nhấp thì xin xin hẳn là lao ra biển. Lên lên xuống xuống trái phải away. Lấy súng máy anh bắn máy bay. Bắn một lúc thì cũng hay hay hay. One night stand baby. Cứ giấu thật kỹ thỏi son. Anh nghĩ nó rất là ngon. Vì thực tế đã pha nước bọt nên nó rất ngọt. Nghịch thế thôi chứ là không được cán. Không không phải xếp thẳng hàng ngay ngắn. Đeo lá chắn chứ là không chín tháng 10 ngày. Đừng hỏi tại sao lại muốn. Ông ơi qua đây đi bơi bướm nhá. Sài Gòn X Games 3 lần 5, ngày hội của những môn thể thao mạo hiểm như Skate, BMX đã diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp. Với những màn trình diễn điệu nghệ trong một bộ không khí vô cùng hào hứng. Với đa dạng các hạng mục thi đấu, bên cạnh là một sân chơi có quy mô đầu tiên cho những tay chơi ván ở BMX, Sài Gòn X Games lần này đã có những bước tiến đáng kể về điểm thi đấu, công tác tổ chức cho đến cả hiện kim và giải thưởng. Dưới 3 năm đây mọi người sẽ được thưởng là 150k. Let's check it out. Và điểm tin cuối cùng trong chuyên mục Hip Hop miền Nam hôm nay thuộc về một party có sức ảnh hưởng rất lớn trong tháng này. G-Rap Production đã chính thức trở lại miền Nam. Và lần này với một cuộc đổ bộ mang tên Urban Music Party. Ngoài những tên tuổi của GVA như Isley, BT hay Gizmo, Urban Music lần này còn có sự xuất hiện của các tên tuổi miền Nam như Na, Tony TK hay G-Family như một minh chứng để khẳng định mục tiêu của chương trình xóa mờ khoảng cách giữa hai miền Nam Bắc và thiết lập một sân chơi nơi chỉ có âm nhạc làm chủ. Đến với phần điểm tin hip hop quốc tế. Cái tên đầu tiên sẽ mở màn chúng ta hôm nay đó là T.I. King of South. Brazil đang tưng bừng với vòng chung kết World Cup 2014. Và cũng vì vậy, đây là một địa điểm rất hot để làm nền cho các MV của những ngôi sao lớn. Rất nhanh chóng, T.I. đã quyết định chọn Brazil làm nơi để thực hiện MV No Mediocre, cái khúc chính của album Paperwork, the motion picture sắp ra mắt của anh. Về phần ca khúc, The King of South cho biết No Mediocre nói về những sự tâm thương mà một người đàn ông vẫn phải làm đi làm lại cho cuộc sống của anh ta. Bạn phải có niềm tin, cũng như biết khả năng của bản thân ở đâu để chinh phục những giới hạn đó, hay thậm chí là vượt qua nó. Tôi đã từng nhiều lần thực hiện những bản collab cùng nhau, nhưng những fan của Busta Rhymes vẫn không khỏi bất ngờ khi cái tên được anh nữ quái mà hợp tác trong ca khúc mới nhất của mình chính là Eminem, là sản phẩm chủ đạo trong album Extinction Level Event 2 sẽ ra mắt trong mùa thu năm nay. Countdown, The Grand chia sẻ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng với thế hệ hiện tại về nền tảng thực sự của hip hop. Cùng với hai hình tượng ẩn dụ rất độc đáo là siêu nhân Eminem của người khổng lồ Busta Rhymes, Countdown như là khẳng định riêng của cả hai rằng sân chơi này sẽ phải luôn lập bóng trước họ. I was always taught that patience could be your greatest weapon. I was also always taught that you can't put a timeline on greatness. God's speed is the realest time. And I think that at the end of the day, we can also agree that God's speed
will then be the best time. Round one, two God MCs got together, and we dropped "I'll Hurt You," produced by Scott Storch and Dr. Dre, around May 2006. He came back real quick right after that. Round two God MCs got together again. We got together for the Touch It remix. Eminem jumped on Touch It remix exclusively for the 2006 June BET Awards show performance. And now we're here in round three. Busta Rhymes featuring Eminem. Calm Down. Produced by Scoop DeVille. Extinction Level Event 2. Với một mối quan hệ cực kỳ rộng và khả năng sáng tác được trên đa dạng các nền nhạc khác nhau, đã đưa Machine Gun Kelly đến với rất nhiều producer cũng như DJ nổi tiếng trên thế giới. Và lần này là với một cái tên không mấy xa lạ gì với người hâm mộ Việt Nam, Steve Aoki. Free the Madness, MV mới đường cho album Neon Icon sắp được ra mắt của DJ người Nhật, sẽ nhanh chóng khiến các fan bật tung khỏi ghế với những cánh quay cực dị trên nền bass mạnh mẽ, không khác một chút nào so với cá tính đã được quay tưng bừng qua nhân vật chính. Và đó là một vòng cộng đồng hip hop trong nước và quốc tế tháng vừa qua. Nếu như muốn chia sẻ thông tin, bài viết hay những góp ý của mình, hãy gửi email cho chúng tôi theo link dưới đây hoặc truy cập vào website của Dope Magazine theo link dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại tại Urban Music Party. Peace. Tụi nó mày đọc lơ liếng lưỡi rồi, lại đi. Cái mẹo nó cái bệnh.